Mọi người nhớ đăng ký và ấn like để nhận những thông báo mới nhất về tập mới ra nhé. Cơ nghiệp này là do tổ tiên Kim Thị gia giành được trước, không phải do gia tộc Linh Thị ban cho. Tại sao nhà vua muốn lấy đi là lấy đi cơ chứ? Kim Trác ta không có bản lĩnh gì lớn, nhưng tuyệt đối là không yếu hèn. Tuy bình thường nhạc phụ đại nhân rất là nho nhã và bảo thủ, nhưng gặp chuyện cũng sẽ không đấu lại với nhà vua. Với tình thế hiện nay, cứ đơn thuần tỏ ra yếu thế cũng vô ích, ngược lại chết càng nhanh. Nhạc phụ đại nhân làm rất đúng. Nhạc phụ đại nhân cứ yên tâm, chuyện này còn vẫn còn chiêu sau. Hơn nữa là chiêu sau vả mặt cực mạnh. Trong phòng sách của Thái Thú Trương Sùng, con đọc quyển sách này chưa? 10 lần thuộc lòng luôn rồi. Hay là con đọc một đoạn cho cha, nghe giải tỏa tâm trạng nhé. Người đẹp số 1, tài nữ số 1 quận Nộ Giang, Kim Mộc Lan không được tính vào bảng xếp hạng. Con gái của Trương Sùng, Trương Xuân Hoa. Thơ đàng hoàng thì con không học thuộc, nạ đi học loại thơ không chính đáng này. Đúng là hành vi phóng túng, còn ra thể thống gì nữa. Ôi, cha còn không rõ con gái hay sao? Trước mặt của người ngoài, người ta luôn là khuê nữ danh giá có giáo dục, là thục nữ số 1. Hai người anh của con đều thuận trọng, nghe lời, tại sao tới con lại thành ra vừa nghịch ngợm lại vừa gian xảo cơ chứ? Thẩm Lãng, tác giả của quyển sách này, con đã nghe nói tới hay chưa? Bạn tri kỷ đã lâu, tri kỷ trong sách, tri kỷ trong mơ. Ta có chuyện cần con làm, tiếp cận Thẩm Lãng. Nếu có cơ hội thì lôi kéo hắn tới chỗ của ta. Hắn với Kim Mộc Lan chưa viên phòng, hơn nữa còn là một tên ở rẻ, thân phận thấp kém. Cha, cuối cùng con cũng không cần phải thành thân với tên vô dụng Trúc Văn Hoa đó rồi phải không? Bảo con đi dụ dỗ Thẩm Lãng, cái này con thành thạo, lập tức đi ngay. Quán đã, chuyện này rất là nghiêm túc, nếu có cơ hội phải được hắn, nhưng cũng không thể nào được không không hiến mình. Phụ thân đại nhân yên tâm đi, làm chính trị là nghề của người, dụ dỗ đàn ông thì người không bằng con đâu, con lành nghề lắm. Nào cha, ăn quýt đi. Không ăn. Cha, rồi suýt nữa thì quên, bàn tay này của con vừa hốt phân cho vượng tài. Đi đi đi. Dụ dỗ người đàn ông hồ linh tinh đó, thú vị. Thành Huyền Vũ sau bữa tiệc đính hôn của nhà họ Trương thì hết sức yên tĩnh, cho dù là bá tước Huyền Vũ Kim Trác vừa gửi tấu chương, hay là Trương Tấn nghe lời cha, hoặc là người của thế lực khác, tất cả mọi người đều đang đợi ý chỉ của nhà vua. Mà Thẩm Lãng cũng rơi vào sự nhàn nhã hiếm có. Chán quá đi. Cô gia tiểu thư, con gái của Thái Thú Trương Sung, Trương Xuân Hoa đến để thăm hỏi cô gia. Trương Xuân Hoa. Nương tử, ta không quen Trương Xuân Hoa nào hết, ta với cô ta không có chút quan hệ nào cả. Tướng công nàng rất là trong sạch. Cô ấy là con gái của phủ Thái Thú Trương Sùng, tài nữ số 1, người đẹp số 1 của quận Nộ Giang. Chiêu trò cả. Nương tử, ta nói nàng hay, người đẹp số 1, tài nữ số 1 gì đó là chiêu trò hết, đều là giả hết. Chỉ có hai thứ số 1, số 2 là thật thôi. Cái gì? Đầu tiên, người đàn ông đẹp nhất thế gian này là ta là thật. Cái này tuyệt đối không phải là chiêu trò, là quyết định của tạo hóa. Người phàm chúng ta không thể nào chống lại. Chuyện này khiến ta thấy rất là phiền lòng. Ta vẫn còn trẻ, nhưng lại phải chịu áp lực lớn như vậy. Sau đó, eo của vợ ta là đẹp số 1. Ta gặp vô số người, không gặp 3.000 thì cũng là 5.000 người. Nàng là số 1, chắc chắn là không phải chiêu trò. Lương tử, chỉ dựa vào eo thôi, nàng đã khiến ta hồn bay phách tán rồi.
Lên nàng có gì mà phải lo lắng cơ chứ? Trong lòng của ta, trong mắt của ta, mãi mãi chỉ có một mình nàng. Tình yêu dành cho nàng là rất nhiều. Nương tử, ta thề, cho dù trong giấc mơ sâu thẳm nhất, ta cũng chỉ có một khuôn mặt duy nhất, cái tên duy nhất mà ta thầm gọi cũng là nàng. Được rồi, ta biết rồi. Đi thôi, chúng ta đi gặp người đẹp số một Nộ Giang. Vâng, bà xã đại nhân. Hừm, chẳng lẽ Trương Sùng, ông muốn dùng mỹ nhân kế, làm mơ giữa ban ngày? Thẩm lãng ta gặp vô số người phụ nữ, một người đẹp mà ông giở trò làm ra, cũng muốn làm ta lay động lực. Lực cười, lực cười. Một lúc sau. Là cô lại sao? Yêu tình, có gan thì bỏ cái vẻ đẹp đó đi. Bỏ cái kính nọc ra, bỏ đôi mắt to đi. Bỏ mẹ, bỏ mặt vê lai nữa đi. Rồi ra đây gặp người. Người này là Thẩm Lãng, còn đẹp trai hơn là trong lời đồn. Tỷ tỷ, đã hơn một năm chúng ta không gặp nhau rồi. Năm ngoái gặp mặt, thật sự là thẹn kém người. Trong lòng muội lại dâng lên nỗi sợ, không dám đến gặp tỷ tỷ. Thế tại sao lai cô lại đến đây? Hơn nữa lại còn đặc biệt đến xin gặp phu quân của ta. Ồ, chắc là do người hầu của quý phủ nghe nhầm rồi. Vừa nãy muội muội nói là xin gặp phu nhân của Thẩm công tử. Muội cũng không thả nào để tên tỷ lên trước được. Như thế không phải là rất vô lễ hay sao? Dạo này muội muội có được một món đồ hay ho, là nước hoa tinh chế được luyện từ hoa sen tuyết ở trên núi bằng. Đây là đồ hiếm có đó, để muội dùng hết đúng là lãng phí. Nghĩ tới nghĩ lui, chỉ có tỷ tỷ là xứng dùng, nên mang đến cho tỷ tỷ. Ồ, vậy sao? Sau đó Kim Mộc Lan nhiệt tình ôn lại chuyện cũ với Trương Xuân Hoa. Rõ ràng là Mộc Lan không thích ứng với việc nhàn nhã nói chuyện giữa hai cô lương yểu điệu, mà Trương Xuân Hoa thì có thừa. Mỗi một câu nói, mỗi một động tác đều phù hợp với lễ nghi. Nói về khuôn mặt, hai người không phân cao thấp, đều có sức hấp dẫn tuyệt trần, mà Kim Mộc Lan thì thẳng thắn, thì thắng về thân hình. Có điều nếu so về độ xinh tươi, Mộc Lan lại hơi thua kém một chút. Lạ thật, cô ta chẳng nói với mình câu nào, còn chẳng nhìn mình lấy một cái, chẳng lẽ là tự mình đa tình? Chẳng lẽ con hồ ly tinh này không phải là đang dùng mỹ nhân kế? Trương tiểu thư, cô còn chuyện gì hay không? Ôi nương tử, nàng thẳng thắn như vậy sao? Đuổi người dứt khoát quá. Không có chuyện gì, chỉ là nhớ tới tỷ tỷ lên đến thăm hỏi. Thế thì muội cáo từ đây. Đúng rồi tỷ tỷ, không lâu trước đây muội muội vừa làm một bài thơ, tỷ giúp muội đánh giá xem. Nếu có làm tệ thì xin cũng đừng chê cười. Ta không hiểu về thơ. Hừm, hồ ly tinh. Muội muội làm bừa thôi, đọc ở đây cho tỷ tỷ nghe nhé. Cô muốn đọc thì đọc đi. Đang yêu bắc vọng yêu vũ thầm, hồi thân khóc xỉu thiên biên nguyệt, giữ quân hình ảnh phân ngô việt, ngọc trẩm kinh thời đối ly biệt. Dạ lai muộn đáo kích môn biên, cước nhiễu hành nang lại độc nhãn, vãng kiến chỉ thị không tước ức, hồn quy mạc kiều phách quy tuyền. Tỷ tỷ thấy thế nào? Ta không hiểu lắm, nhưng thấy cũng được. Cảm ơn tỷ tỷ đã khen, muội muội cáo từ đây, có thời gian rảnh lại đến thăm tỷ tỷ. Sao lại đọc bài thơ lộn xộn vậy chứ? Thơ ẩn. Đang yêu bắc vọng yên vũ thầm, hồi thân khóc xỉu thiên biên nguyệt, giữa quân hình ảnh phân ngô việt, ngọc trẩm kinh thời đối ni biệt. Dạ lai muộn đáo kích môn biên, cước nhiễu hành nang lại độc nhãn, vãn kiến chỉ thị không tương ức, hồn quy mạc kiều phách quy tuyển. Mời chàng đến gặp tại cầu mái tre vào giờ sửu, yên quân nai kiến xỉu thời lang yêu lang kiều. Chập tối. Giờ sửu cũng tức là 1 giờ đến 3 giờ khuya. Ở cầu tre khoảng cách không xa, nhiều lắm là 10 dặm, đêm tối gió mát, không phải là thời cơ tốt
mấy đôi gian phu dâm phụ gian díu với nhau hay sao? Tiêu rồi, con hồ ly tinh này khiến người ta động lòng quá, không ngờ mình lại do dự mất một giây. Mình không ngoại tình, mình chỉ hơi suy nghĩ mà thôi. Hơn nữa, cho dù mình cố đi, cũng chưa chắc là làm sai gì. Cho dù có ôm nhau cũng chưa chắc là sẽ hôn. Cho dù có hôn rồi cũng chưa chắc là sẽ có gì sau đó nữa. Sao Thẩm Lãng mình còn có thể bị một con nả dễ dàng dụ dỗ được? Mình mà đi thì mình thua. Lương tử không hay rồi, không được rồi. Con hồ ly tinh Trương Xuân Hoa đó lại dám dụ dỗ ta. Nàng xem đi, đây là thơ ẩn đó. Cô ta hẹn ta nửa đêm gặp nhau ở cây cầu. Nương tử à, sau này chúng ta phải vạch rõ ranh giới với loại phụ nữ như vậy, bớt qua lại. Quả nhiên nương tử thông minh nhanh nhạy, thì ra từ sớm đã phát hiện ra thơ giấu bên trong rồi. Như vậy là đang đợi xem biểu hiện của mình nhờ. Sống rồi, tôi khổ quá mà. Nương tử nàng xem, ta làm người có đàng hoàng hay không, có trung thủy hay không? Nếu phu quân chàng không suy nghĩ đến, thì sao lại viết bài thơ này ra giấy? Sao lại phát hiện thơ giấu bên trong chứ? Chứng tỏ chàng vẫn chú ý đến cô ta, trong lòng chàng vẫn có tư tưởng. Được rồi, xem như là chàng ngoan. Trong nhà cũ của nhà họ Trương. Tiểu thư, không, không phải người mời công tử Thẩm Lãng đến mái cầu tre hay sao? Sao vẫn chưa xuất phát? Chàng ta sẽ không đi đâu. Nếu chàng ta đi thật, thì ngược lại sẽ bị ta xem thường. Thế người vẫn mời cậu ta? Ta chỉ là trêu ghẹo chàng ta mà thôi, thử tài năng của chàng ta, sẵn tiện nói cho Kim Mộc Lan biết, bà đây định đến cướp chồng của cô ta. Thật mong Kim Mộc Lan sẽ mất đi lý trí, mong cô ta là một cô ả thật sự là ngay thẳng. Tuy không thể nào hẹn hò với Trương Xuân Hoa, nhưng Thẩm Lãng lại gặp được một chuyện rất tốt. Đại ngốc tỉnh lại rồi, đại ngốc. Thể chất này rất là khỏe mạnh, bị thương nặng mà mới nửa tháng đã khỏi. Gãy xương thì một tháng đã lành, nhưng người huynh đệ vẫn mãi hôn mê cuối cùng cũng tỉnh rồi. Đại ngốc, cuối cùng huynh cũng tỉnh rồi. Đúng vậy, ta khỏe rồi, nhị ngốc. Sau này đừng gọi ta là nhị ngốc nữa, huynh nên gọi ta là thiếu gia. Được, nhị ngốc. Gọi ta thiếu gia, đừng gọi ta là nhị ngốc, không thành vấn đề, nhị ngốc. Đại tráng, sau này gọi Thẩm Lãng thiếu gia biết chưa? Thiếu gia, con tinh tinh này, không phải đang cố ý giả ngốc đó chứ? Đại ngốc, sau này huynh cứ ở đây biết chưa? Cha mẹ đệ đệ ta đâu? Huynh đệ đi xa rồi, cha huynh bị thương nặng, cũng ở cách đây không xa, mẹ kế của huynh cũng đang ở đây. Ngài đại ngốc vẫn không muốn ở nhà người khác lắm. Đại tráng, Thẩm Lãng cần huynh, có rất nhiều người muốn ăn hiếp chàng ấy, huynh phải bảo vệ cho chàng ấy biết chưa? Kẻ nào dám ức hiếp nhị ngốc? Chúng đánh ta thì được, nhưng không thể nào đánh được nhị, nhưng không thể nào được đánh nhị ngốc. Không hổ là huynh nhị đại ngốc. Bộ, huynh không đánh trả được sao? Đến giờ Thẩm Lãng cũng không rõ lắm, tại sao từ nhỏ đại ngốc đã tốt với hắn như vậy? Thật ra nguyên nhân thì rất đơn giản, chỉ là vì Thẩm Lãng IQ cực thấp lúc đó đã cho đại ngốc một viên đường. Vì từ nhỏ đến lớn chưa từng có ai cho đại ngốc đường, cũng không có ai chịu chơi với hắn, chỉ có Thẩm Lãng bằng lòng mà thôi. Đại ngốc nghe nói là phải bảo vệ Thẩm Lãng, bèn rất là nghe lời mà ở lại phủ bá tước. Một lúc sau, phu quân, ngày mai ta định kiểm tra thử gân cốt của đại ngốc thế nào. Ta nghĩ huynh ấy có thể sẽ có năng khiếu luyện võ đó. Đúng là cơ thể của đại ngốc rất là đặc biệt, trông to lớn vạm vỡ như vậy, còn có khả năng hồi phục rất nhanh. Nói không chừng đúng là có năng khiếu bẩm sinh thật. Không đúng, rõ ràng năng khiếu nhân vật chính, sao mình lại không có? Ngày mai mình cũng phải thử kiểm tra xem sao mới được. Chắc chắn là Thẩm Lãng mình có tài năng tuyệt vời hơn. Chắc chắn là mình là kỳ tài võ học ngàn năm mới gặp. Không, chục ngàn năm mới gặp. Phu quân, trời không còn sớm nữa, phải nghỉ ngơi thôi. Ồ, được. Chán quá đi mất. Tại sao sau khi Thẩm Lãng mình đánh thắng một trận lớn thì mọi thứ cứ yên ắng như vậy? Hơn nữa đã mấy ngày trôi qua rồi mà ý chỉ của nhà vua vẫn chưa hạ lệnh xuống. Tiếng nước.
Có lẽ nào chẳng lẽ Mộc Lan đang tắm? Có lên đi nhìn trộm hay không? Không 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 được. Đường đường là đàn ông con trai, sao có thể làm ra chuyện bẩn thỉu như vậy? Nếu để Mộc Lan biết thì sao mình còn mặt mũi làm người được chứ? Một lúc sau, nếu đã sợ mất mặt thì che mặt lại vậy. Hơn nữa mình bò lên tường là để đọc sách dưới ánh trăng, tuyệt đối không phải là để nhìn trộm vợ tắm. Chết tiệt, sao cái tường này xây cao quá vậy, mình sợ quá. Cho dù bị vợ tóm được, mình cũng có thể nói là mình đang đọc sách dưới ánh trăng. Để mình xem. Nhà vua có chỉ thầm lặng tiếp chỉ. Nhà vua có chỉ thầm lặng tiếp chỉ. Mình chết rồi.